Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn săn một cái kèo airdrop đến từ sàn swap.mimo.exchange, một cái sàn mới ra mắt nha các bạn. Hiện tại sàn này nó đã có mặt trên CoinGecko của bạn, nên các bạn yên tâm swap sàn này nha các bạn. Thì hiện tại dự án này nó chưa có airdrop chính thức nha các bạn, thì các bạn trước khi tham gia thì các bạn cân nhắc nha các bạn. Thì để swap được thì các bạn cần copy cái link sàn swap.mimo.exchange, sau đó thì các bạn mở cái địa chỉ EOBay các bạn, tất cả các bạn ra nè. Con này được chạy trên nền tảng của EOTest nha các bạn. Thì mình có một cái video hướng dẫn các bạn tạo ví và nạp token EOTX trên sàn Binance, mình có để dưới phần link mô tả dưới video cho các bạn nha các bạn. Thì các bạn chỉ việc swap một lượng nhỏ thôi bạn, để mình sau này mình nhận airdrop của nó nha các bạn. Còn có ăn được hay không thì sau này mới biết nha các bạn. Và các bạn dán vào cái URL này các bạn. Sàn này sẽ có airdrop nhưng mà mình không biết có ăn được hay là không nha các bạn. Rồi các bạn swap qua con token bất kỳ ở đây đi các bạn. Chắc mình swap con Vita quá. Vita nè. Các bạn swap cứ khoảng 0.1 đô thôi các bạn. 0.1, 0.2, 10. 10 token. 10 token mà 209 token Vite. 10 token này không được 0.1 đô nữa các bạn. Rồi các bạn swap đi các bạn. Rồi các bạn bấm vào config swap. Khi ra là 0.002. Này swap nhiều luôn kìa. Rồi các bạn bấm ok nha các bạn. Sau đó các bạn qua liquidity đi bạn, các bạn áp một cái thành khoản nhỏ thôi các bạn. Vita này. Đây thì các bạn chọn cỡ 2-3 đồng, 3-4 đồng thôi các bạn, để mình có cái đôi lúc nó chụp nhanh đó các bạn. Hoặc là nó tính thời gian mà swap từ bao nhiêu đó các bạn. Rồi các bạn bấm vào approve các bạn. Đây thì các bạn chọn cái khoảng 12.209. Cái này mình chọn cái 1 thôi các bạn. 2. Rồi các bạn bấm vào approve nha các bạn. Rồi bấm ok. Cái này các bạn tóm chỉ được khoảng 1 đô à. Không tới 1 đô, 0.5 đô. Rồi sau đó các bạn bấm vào một supply cái nữa nha các bạn. Rồi các bạn bấm config supply. Mình sẽ chết hay ạ các bạn. Rồi bấm ok. Được. Rồi vậy là xong đấy các bạn. Các bạn chỉ làm như thôi. Thì hiện tại mình cũng đã có chatbot chứ hiện tại nó chưa có thông tin airdrop chính thức nha các bạn. Rồi các bạn cứ áp đi, sau này các bạn có để lâu thiệt lâu, nếu mà không có airdrop thì các bạn bấm vào mũi tên này các bạn. Các bạn bấm vào một remote, các bạn rút ra, rút thành khoản ngay ra nha các bạn. Thì những token EOTX và Vita này nó sẽ về dữ liệu của các bạn lại nha các bạn. Rồi, vậy video mình ở đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.